làm gì? Đậu bẩn hết cả xe rồi. Này, cái cô kia, con tôi làm gì mà cô đẩy nó như thế? Ăn mặc thì bẩn thỉu, đây bụi bẩn hết xe tôi rồi. Này, xe cô thì sạch lắm đấy à? Hả? Hơn cái đồ nhà quê, trông mặc bẩn thỉu. Này nhá, cô bảo anh nhà quê hả? Tôi bảo anh đấy. Thấy sao? Ăn mặc thì bẩn thỉu. Em bé xinh quá. Chúc mừng năm mới lì xì con nha. Cảm ơn cô đi con. Cảm ơn cô. Lần sau đừng có ăn trộm nha. Cầm đây. Bye bye con. Bye bye con. Ê, đồ bẩn thỉu nhà quê này. Tự dưng nhìn thấy mất cả hứng. Trời ơi, sao đầu con lại bẩn thế này? Ôi, thôi được rồi, để bố đi may cho con một quần áo thật đẹp nhá. Con gái chú nhá, đừng có trách.
Cô tránh ra cho tôi đi. Ô, tôi không tránh đấy. Bà hạc đồ nhặt quen, tự đi mà tránh. Ui, nhìn em mặc rồi. À, nhặt thùng rác đúng không? Lại không tấn thủ đúng con gái để xin tiền chứ gì. Này này. Chứ sao, tôi đồ nhà quê. Cô nghĩ bố con tôi không có tiền chắc? Này, con có muốn vào kia chơi không? Có ạ. Bố mình vào kia chơi nhá. Đây, con muốn chơi con này đúng không? Vâng. Được rồi, con ngồi đi chơi đi. Rồi. Xuống. Hai đồ nhà quê này. Ai chủ này? Chỗ tôi chứ. Cái cô này buồn cười nhỉ, công viên công cộng tại sao không được ngồi? Công cộng không phải chỗ của anh. Đi ra đây, ra đây. Về những cái đồ nhà quê. Cô con mình đi chỗ khác nhé. Vâng. Chơi đi anh. Đừng có bao giờ khinh thường người khác.